Chào các bạn nhé. Mình hôm nay mình lại gặp một con rắn săn chuột rất dài các bạn ạ, bị tai nạn ở đường. Mình rất hay gặp các loài động vật bị tai nạn. Đó, con rắn này thì bị tai nạn ở trên đường này các bạn này. Đấy, thì con rắn săn chuột này là dồn theo con mồi, thế là chạy theo lên đường ấy, thế là bị xe nó cán vào chết. Rất dài các bạn ạ, con rắn này rất dài, con này rất dài khoảng hơn 1 mét. Đây là loài rắn này là loài rắn có ích các bạn ạ, loài này là loài thiên địch. Chính vì có cái loài rắn này nên là nó chuột nó mới không phát triển được. Con này thì mới bị kẹp thôi nên là máu vẫn còn màu đỏ đây. Rất nhiều mùa này rất nhiều rắn và rất nhiều loài động vật bị tai nạn, chạy trên đường bị tai nạn. Mình thường xuyên gặp cái loài này, cái loài rắn này bị tai nạn trên đường rất nhiều. Đó. Ngày nay thì xe cộ thì phát triển nên đường xá mở rộng, các loài động vật thì trước đây những nơi này nó là những cái khu rừng ấy, thì là tổ tiên của những loài rắn này thì nó đã sinh sống ở đây rồi, nhưng mà khi con người đến phát triển thì phá rừng đi, xây dựng nhà cửa đường xá thì cái nơi này nó không còn là môi trường sống của những loài động vật như là rắn và các loài động vật hoang dã nữa. Những con còn sống sót lại bây giờ thì nó vẫn theo cái tập tính cũ và nó sinh sống ở cái vùng nó được sinh ra, nên là tổ tiên bố mẹ nó sinh nó ra nên là nó vẫn ở đây, và một ngày nào đó đi kiếm ăn thì nó bị xe đụng. Con này nó bị xe nó nghiến này. Con này nó chuyên bắt chuột mà, con này con có ích mà. Đấy. Kinh không? Con này dài 1 mét. Thì là rắn đấy nha. Mày cái chân tay mình cái chỗ. Nó còn cắn được nữa, nó chết đâu còn đâu. Ừ, nó chết rồi nhưng mà động mà làm gì? Đây là máu nó chảy ở đây này. Rắn độc thì thường là cái đầu nó hình tam giác và nó có cái răng nanh, hai răng nanh. Đây là rắn độc. Không phải rắn độc nên là nó nhìn nó rất lành. Thôi mình sẽ cho nó vào trong khu này. Đầu nó màu hơi vàng vàng các bạn. Rồi nó có những cái dọc xuống lưng này. Đấy. Dọc xuống lưng này. Rất đáng tiếc nếu mà còn con rắn này thì chuột sẽ không dám đến khu này đâu các bạn ạ. Bây giờ là đến bọn ruồi xanh này, nó đến là nó đẻ trứng đây, để trứng của nó sẽ phân hủy cái con này. Rắn săn chuột là cái rắn tương đối lớn đấy, con trưởng thành của nó có thể dài đến 2 mét. Chào các bạn nhé, nếu thấy video mình hay hãy bấm like, share và đăng ký cho mình nhé.